Đức Giáo Hoàng vẫn sẽ đến Ai Cập sau vụ đánh bom nhà thờ làm 45 người chết. Đức Hồng Y Santi nói, chúng ta phải hỏi mình cần làm gì cho các Kitô hữu bị bức hại. Giáo hội chuẩn bị có thêm 37 vị hiển thánh. Nữ tu Ấn Độ bị giết vì giúp người nghèo sắp thành chân phước. Đức Giáo Hoàng vẫn sẽ đến Ai Cập sau vụ đánh bom nhà thờ làm 45 người chết. Vatican xác nhận hôm thứ Hai rằng Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ vẫn viếng thăm Ai Cập vào cuối tháng này, bất chấp những nguy hiểm theo sau vụ đánh bom khủng bố vào hai nhà thờ đã giết hơn 45 Kitô hữu vào Chủ nhật 9 tháng 4 vừa qua. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh Craig Burke nói hôm 10 tháng 4 rằng chuyến đi của Đức Giáo Hoàng đến Ai Cập sẽ vẫn tiến hành theo kế hoạch trước đó. Đức Giáo Hoàng Francisco đã lên kế hoạch thăm thủ đô Cairo của Ai Cập trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 với mục tiêu chính là thúc đẩy hơn nữa cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo, đặc biệt là việc chấm dứt bạo lực cực đoan. Vụ đánh bom đầu tiên hôm 9 tháng 4 tại Ai Cập xảy ra ở nhà thờ Thánh Chót của giáo hội Coptic ở Tanta. 29 người được xác nhận đã tử vong. Vụ nổ thứ hai cũng xảy ra ở một nhà thờ Coptic, nhà thờ Thánh Marco ở Alexandria, giết chết 17 người. Đức Thượng Phụ Giáo chủ Tawaros II khi ấy cũng ở bên trong nhà thờ Thánh Marco, nhưng ngài không bị thương. Trong cùng ngày, Đức Giáo Hoàng Francisco đã bày tỏ sự chia buồn sâu xa với Đức Tawaros II của Giáo hội Chính thống Coptic và toàn thể Ai Cập, và ngài xin Chúa hoán cải con tim những người gieo kinh hoàng bạo lực và chết chóc. Đức Giáo Hoàng sẽ gặp Đức Thượng Phụ Giáo chủ Tawaros II, vị lãnh đạo cao cấp nhất của Giáo hội Chính thống Coptic. Đức Francisco cũng sẽ gặp Ahmed Al-Tayeb, vị đại imam, người đứng đầu Al-Azhar, viện Hồi giáo uy quyền nhất ở Ai Cập. Đức Hồng Y Santi nói, chúng ta phải hỏi mình cần làm gì cho các Kitô hữu bị bức hại. Ai Cập, Iraq, Syria, đau khổ đang trải rộng trên khu vực là cái nôi của Kitô giáo và có vẻ tình hình mỗi năm càng tồi tệ hơn trước. Đó là lý do tại sao lòng quảng đại và sự gần gũi với các anh em Kitô hữu ở Trung Đông giờ đây lại quan trọng hơn bao giờ hết. Đức Hồng Y Leonardo Sanri, Tổng trưởng Bộ Giáo hội Đông Phương, đưa ra lời kêu gọi các tín hữu đóng góp vào thứ Sáu tuần thánh này để ủng hộ vùng thánh địa. Tôi nghĩ rằng trong thời khắc bi thảm này, việc đóng góp cho đất thánh là rất cần thiết và lời kêu gọi này dành cho mọi người Công giáo. Tôi cũng xin mọi Kitô hữu trên toàn thế giới hãy thể hiện tình đoàn kết đặc biệt với đất thánh. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI chính là người đưa ra sáng kiến và quy định số tiền quyên góp được ở mọi giáo xứ vào ngày thứ Sáu tuần thánh sẽ được dành cho các Kitô hữu tại vùng đất của Chúa Giêsu. Việc lạc quyên nhằm giúp đỡ tất cả các hoạt động mục vụ, công tác từ thiện, giáo dục và xã hội vì lợi ích của các Kitô hữu Trung Đông. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta phải đứng trước Chúa Giêsu bị đóng đinh và tự hỏi mình rằng, con đã thấy tất cả những tin tức ấy, con đã chứng kiến những sự thật mà giới truyền thông liên tục loan tải trước mắt con. Họ là con người, là anh em với con, những người hứng chịu đau khổ kinh khủng. Chúa Giêsu ơi, con sẽ làm gì để đóng góp hoặc mang tới một chút bình an cho anh em con? Đức Hồng Y mời gọi người Công giáo đóng góp tài chính để thể hiện sự quan tâm với các Kitô hữu mà trong nhiều trường hợp họ là nạn nhân của chiến tranh, bị bắt hại, bị phân biệt đối xử hoặc thậm chí bị giết vì tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Có những giám mục, linh mục Kitô hữu bị bức hại, bị bắt cóc rồi được trả tự do, hay như các Kitô hữu Coptic của Ai Cập vừa bị giết hại, máu của họ trộn với đất thánh cũng là đất của Ai Cập. Ngoài Ai Cập và đất thánh, quỹ này sẽ được dùng cho các Kitô hữu ở Jordan, Ship, Liban, Ethiopia, Eritrea, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Syria và Iraq. Việc quyên góp nhằm cải thiện đời sống cho Kitô hữu ở những quốc gia này để họ không bị buộc phải rời bỏ quê hương. Sáng thứ Năm ngày 20 tháng 4 năm 2017 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ nhóm họp Công nghị Hồng Y để quyết định và thông báo về ngày cử hành lễ tuyên phong hiển thánh cho các vị chân phúc. Đứng đầu trong danh sách là cha Andrea de Silveira, cha Ambrosio Francesco Ferro, linh mục giáo phận và giáo dân Teo Borrera, cùng với 27 vị tử đạo tại Brazil.
30 chân phúc này tự đạo vào ngày 16 tháng 7 năm 1645 và ngày 3 tháng 10 năm 1645 vì bị những người tin lành Calvin Hòa Lan giết trong một cuộc xung đột với các tín hữu Công giáo Bồ Đào Nha. Tiếp đến là ba chân phước thiếu niên tự đạo người Mexico là Cristoforo, Antonio và Giovanni bị giết vì đức tin ở Mexico năm 1529. Ba vị này quen được gọi là các trẻ tự đạo ở Tlaxcala và những thổ dân đầu tiên trở lại Công giáo ở Mexico, bị giết vì nhân danh đức tin Kitô từ chối sự tôn thờ thần tượng và tục đa thê. Án thứ ba là cha Faustino Miguel, người Tây Ban Nha thuộc dòng Scolopi, cũng gọi là dòng giáo sĩ học đường, sáng lập dòng thánh Calasanzio và các nữ tử chúa là mục tử. Án thứ tư là chân phúc Angelo da Assi thuộc dòng Cappuccino, qua đời năm 1739, thọ 70 tuổi. Sau cùng là hai chân phúc thiếu niên Francisco và Giancita đã được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cách đây đúng 100 năm. Với công nghị trên đây, giáo hội sắp có thêm 37 vị tân hiện thánh. Nữ tu Ấn Độ bị giết vì giúp người nghèo sắp thành chân phước. Hôm 23 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã công nhận phép lạ nhờ sự chuyển cầu của bà Regina Mariam Vitalin, một nữ tư Ấn Độ bị đâm 54 nhát bởi một kẻ sát nhân vào năm 1995. Điều này đồng nghĩa với việc vị nữ tu sẽ được tuyên chân phước trong thời gian tới. Đức Tổng giám mục Leo Cugnaglio của Bục Đan nói, bị giết bởi sự hận thù về đức tin, nữ tu Vitalin đã trở thành một dấu chứng tuyệt đẹp cho giáo hội ở Ấn Độ, làm tăng tinh thần nơi những nhà truyền giáo đang làm việc tại những khu vực mà Kitô hữu thường xuyên phải đối mặt với bạo lực từ các nhóm cực đoan. Sinh ra trong một gia đình nông dân vào năm 1954, Mariam Vitalin gia nhập dòng Francisco Clarit sau khi học xong trung học. Bà lấy tên là Rani Maria sau khi vào tu viện và khấn năm 1980. Năm 1992, bà đến Indore và làm việc với người nghèo, bị áp bức và bị bỏ rơi ở khu vực đó. Đặc biệt, nữ tu Rani Maria đã làm việc để chống lại hình thức làm công trừ nợ, một hình thức nô lệ hiện đại. Những người cho vay tiền địa phương và các lãnh chúa phong kiến xem công việc của bà như là mối đe dọa cho tổ chức của họ và quyết định thuê một sát thủ tên Samanda Singh để giết bà. Theo dòng Francisco Clarit cho biết, bà trở thành đích nhắm cho lòng thù hận của họ, vốn ngày càng tăng cùng với sự tiến bộ của người nghèo. Kẻ sát nhân đã theo nữ tu lên xe buýt và đâm bà nhiều nhát. Lời cuối cùng của nữ tu Rani Maria là lạy Chúa Giêsu. Sinh nhanh chóng bị bắt sau đó và bị kết án tử hình. Tuy nhiên, bản án của ông được chuyển thành án chung thân và ông ở tù cho đến khi gia đình nữ tu yêu cầu thả ông. Em của nữ tu Rani Maria là nữ tu Selmi, cũng là một thành viên dòng thánh Francisco Laris, đã nói những lời tha thứ cho Sinh và buộc một vòng tay thiêng liêng trên tay người đàn ông này, như là dấu hiệu cho thấy bà chấp nhận Sinh làm người em của mình. Sự tha thứ này đã ban cho ông một cuộc sống mới, sau khi bị ruồng bỏ bởi tất cả những người mà ông từng quen biết. Gia đình nữ tu Rani Maria đã đệ đơn xin thống đốc bang phóng thích Sinh khỏi nhà tù vào năm 2006. Bộ phim tài liệu về hành động tha thứ tuyệt vời này, mang tên Trái tim của kẻ sát nhân, đã đoạt một giải thưởng tại Liên hoan phim Thế giới về Hòa hợp Tôn giáo năm 2013. Theo bộ phim, Sinh giờ đây cố gắng hết sức giúp đỡ người khác, theo gương của nữ tu Rani Maria và chỉ dẫn tâm linh từ Selmi. Cái này nó càng lắm mà người luôn mà đi săn thôi đấy.